xe cả đồ chơi. Yeah, làm việc thôi. Mình sẽ chở đá. Đến lượt con.
nữa. À, chúng ta sẽ trồng cây. Cho cây nhá, tớ tới ngay đây. Tạm biệt các bạn nhé. Yeah. Ôi không, ở đây có một dòng sông. Làm sao để qua được bây giờ hả bố? Hai bạn máy bay giúp bố con tớ qua sông nhé. Rồi.